hai sao nam bị tố quấy rối, đại S giả Tịnh Văn cùng 13 nghệ sĩ Cbiz bị vạch trần sử dụng Mai Thúy. Trong vài ngày trở lại đây, phong trào Me Too ở Đài Loan đang trở nên phổ biến trên diện rộng. Câu chuyện bắt nguồn từ việc nam diễn viên Vương Hữu Thắng mới đây bị một nhân viên nữ đăng bài tố anh W từng có hành vi quấy rối cô trên Facebook cá nhân. Cụ thể, theo nữ diễn viên này cho biết, ngày hôm đó khi cả đoàn phim đang đi ăn mừng, cô không uống rượu để phụ trách lái xe đưa mọi người về. Trên đường đưa W về, anh ta bóp vòng một của cô tới tận 2 lần. Vào lúc đó, nữ diễn viên này chỉ cho là anh ta đang uống say, nhưng không ngờ mấy năm sau có một nạn nhân khác nhắn tin cho cô về việc cũng từng bị W quấy rối. Sau khi bài bóc phốt tố nam diễn viên họ W thì phía dưới bài viết có một tài khoản được cho là nạn nhân của nam diễn viên họ W tiết lộ W từng lấy lý do đi nhờ nhà vệ sinh để cưỡng hôn, liếm tai, cởi nội y, ôm cô từ đằng sau. Với nhiều thông tin được đưa ra cũng như hàng loạt người lên tiếng cáo buộc cho thấy nam diễn viên được nhắc đến chính là Vương Hữu Thắng, nam diễn viên từng đóng cặp đôi rắc rối Am 2. Sau hàng loạt cáo buộc, phía nam diễn viên Vương Hữu Thắng cũng đã thông qua Facebook cá nhân gửi lời xin lỗi đến những ai từng là nạn nhân của anh. Tôi rất lấy làm tiếc vì hành vi của tôi tạo ra tổn thương và ám ảnh tâm lý tới mọi người. Rất rất xin lỗi. Đối mặt với những sai lầm của bản thân trong quá khứ, tôi sẽ không trốn tránh đâu. Thật sự rất rất xin lỗi. Đúng với tên gọi phong trào Me Too, sau khi Vương Hữu Thắng bị phốt, thì nối gót anh là nam MC Đình Đám Hoàng Tử Giao bị tố ép thiếu nữ 17 tuổi chụp hình khỏa thân và cưỡng hôn. Khi bài đăng tố, phía nam MC Hoàng Tử Giao cũng không ngần ngại chối bỏ mà ngược lại anh đã lên tiếng thừa nhận rằng mình có chút biến thái, nhưng đó chỉ là một số điều mà chính bản thân MC không thể kiểm soát được. Đó cũng chính là nhu cầu mạnh mẽ ở khía cạnh khi bản thân MC còn trẻ và anh ấy rất dễ kích thích khi nhìn thấy một cô gái trẻ. Hoàng Tử Giao cho biết, từ khi quen biết vợ mình là Mạnh Cánh Như thì bản thân anh đã thay đổi, không làm bất cứ điều gì có lỗi với vợ và con gái của mình. Thậm chí vợ con hoàn toàn không biết chuyện này. Ngoài việc thừa nhận bản thân có những hành vi biến thái, trong đoạn clip của mình, Hoàng Tử Giao cũng réo tên nhà chiêm tinh học Đường Ỷ Dương. Nam MC gay gắt đặt câu hỏi với ẩn ý cho rằng Đường Ỷ Dương chẳng tốt đẹp gì mấy, cho nên cô cũng không có bí mật sao? Tôi bây giờ không nói về Me Too, cô có bí mật từng làm tổn thương người khác không? Đỉnh điểm, Hoàng Tử Giao còn phẫn nộ nói rằng giới giải trí đều rất giả tạo, nếu mình không thể thoát khỏi làn sóng Me Too lần này thì anh cũng sẽ không để yên cho những người liên quan thoái thân một cách an toàn. Đồng thời Hoàng Tử Giao cũng liệt kê ra hàng loạt cái tên đình đám khác như hai chị em nhà họ Từ là Đại S, Tiểu S, DJ Cô, A Nhã, Phạm Hiểu Huyên, Châu Tấn Vĩ thường xuyên sử dụng Mai Thúy cũng như ép anh sử dụng cùng. Hoàng Tử Giao cũng không quên nhắc đến quan niệm yêu đương đi vào lòng đất, nợ tiền không trả của Ngô Tống Hiến hay Hồ Qua, Thỏa Tông Khang từng đi tù, Tăng Quốc Thành hút thuốc uống rượu ở Yongsan Hall, nơi này cấm hút thuốc uống rượu, nữ ca sĩ ngoại tình, người anh em có hình tượng tốt cũng ngoại tình, hay nam MC còn tiết lộ nghệ sĩ họ Giả theo đuổi mình, sau khi chia tay thì chơi trò mất tích, họ Đào cứ hỏi chuyện của Hữu Thắng. Sau khi lên án vạch trần những mặt tối của giải trí đài, Hoàng Tử Giao đã rạch tay để tự kết thúc cuộc sống, nhưng may mắn anh đã được phát hiện kịp thời vừa đưa đi cấp cứu. Trước những lời cáo buộc của Hoàng Tử Giao, phía đại diện của Đại S và Tiểu S cũng đã lên tiếng làm rõ sự việc. Phía phòng làm việc của hai chị em nhà họ Từ cho biết sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ thật sự vô tội và sẽ thông qua tư pháp của mình để làm rõ. Ngoài ra, ông DJ Cole cũng đã chủ động khởi kiện các cơ quan truyền thông tại Hàn vào năm 2009 và đồng thời công khai lập trường không sử dụng Mai Thúy tại buổi họp báo, đồng thời yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng không đăng tải những thông tin cáo buộc nam nghệ sĩ sử dụng chất cấm vì công việc trong hộp đêm. Từ Hy Viên bị bệnh tim và hoàn toàn không thể chạm vào hay sử dụng chất cấm, công ty có quyền truy tố trước pháp luật mọi cáo buộc sai trái và bảo vệ quyền lợi của chính mình và lợi ích với pháp luật. Anh Hoàng Tử Giao xin hãy giữ sức khỏe, con còn nhỏ và vợ anh cũng còn trẻ, cuộc sống vẫn còn hy vọng, anh hãy đặt gia đình lên hàng đầu và sớm bình phục. Phòng làm việc của Đại S lên tiếng phủ nhận. Phía A Nhã cũng đã lên tiếng phủ nhận những gì mà Hoàng Tử Giao tố cáo trước đó. Tôi chưa bao giờ sử dụng trái phép chất kích thích dưới mọi hình thức đối với việc người khác vu khống. Tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thậm chí Giả Tịnh Văn cũng lên tiếng cho biết cô không phải là cái tên mà Hoàng Tử Giao nhắc đến, bởi theo Giả Tịnh Văn cho biết cô không hề quen biết nam MC. Hiện sự việc đang được cư dân mạng Hoa ngữ quan tâm và cho rằng liệu ai sẽ là người tiếp theo lên đoạn đầu đài trong làn sóng Me Too đang diễn ra mạnh mẽ.